Ok, xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình lại tiếp tục quay thêm một cái video đây. Thì khá là lâu rồi, không ít làm video nha các bạn ơi. Dạo này bận bịu công việc quá nên mình ít đăng video. Thì như clip trước mình đã đăng cái video về chiếc xe Future 125 phiên bản 120 này lên cho các bạn xem rồi. Thì cái video đó thì mình đã review sơ qua chiếc xe này và cũng như là chiếc xe đó cũng mới mua nha các bạn nha, mới dắt từ hãng ra luôn. Thì từ bữa đến giờ thì cũng đã chạy được khoảng 700-800 cây rồi. Thì cái chủ đề video ngày hôm nay là mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cách rô đai khi mình mua một chiếc xe mới để mình cho vận hành và rô đai đúng cách để sau này động cơ nó được bảo đảm và nó bền và lâu hơn nha các bạn nha. Thì như video trước á, mình có quay clip về chiếc xe này. Thì đây là chiếc xe của một ông anh chỗ mình làm, nó mình đã mượn chiếc xe của ông anh mình để mình quay review cho các bạn, chia sẻ cho các bạn. Và nay clip tiếp theo thì mình chỉ chia sẻ cho các bạn cách rô đai xe thôi nha, chứ mình quay winner hoài nó chán quá rồi, tại vì hết xe quay rồi các bạn ơi. Cũng hên sao có ông anh mới mua chiếc xe này nên mình mượn mình quay thôi nha. Thì cái giọng của mình hơi bị đớt đó các bạn ơi, nên mình nói nó khi thu âm mua cái video á, các bạn có cảm giác như cái lưới của mình nó đớt, nó rất là khó nghe, nên các bạn thông cảm cho mình. Đây là chính là cái yếu điểm nhất của mình nha các bạn ơi. Rồi, ok các bạn nha. Thì chạy xe quay 10 năm thì chắc chắn các bạn chưa biết điều này. Thì khi muốn chạy xe khi mới mua xe thì chúng ta cần phải rô đai xe đúng cách thì động cơ mới bền được nha các bạn. Thật là vãi chưởng các bạn ạ. What the hell? Thế ông im mẹ à mồm đi. Ok, vui rồi bạn ạ, nói vui rồi nha. Rồi, thì ngày hôm nay chia sẻ thôi, vô chủ đề chính đi. Nói lòng vòng nãy giờ kéo dài thời gian cái video ra thôi chứ chả lợi ích lực được gì. Thì đây là chiếc xe của anh mình đã chạy được, để mình lấy nét lại. Rồi, đã chạy được 706 cây. Thì từ lúc mua đến giờ mới được có khoảng 2-3 tuần thì đã chạy được 700 mấy cây. Thì thời gian rô đai của một chiếc xe mới á, thì các bạn cứ nhắm tầm khoảng từ 500 tới 1000 cây nha, rô đai trong khoảng đó. Thì sẵn tiện thì mình chia sẻ luôn, thì khi các bạn mới mua xe về á, thì nó ở cái mức khoảng mười mấy cây đúng không. Thì lúc này thì xe đã có nhất của hãng rồi đó, thì mình chạy rô đai khoảng từ 200 cây cho tới 300 cây, từ 200 cây tới 300 cây, thì lúc đó mình phải thay một loại nhớt khác. Có thể mình vô trong hãng mình thay nhớt hãng, hoặc là mình mua một cái những chai nhớt khoán, hoặc là nhớt bán tổng hợp bình thường. Mà bán tổng hợp nó cũng là nhớt xịn rồi, thì chúng ta đừng có nên mua phí. Thì mình mua những loại nhớt như là nhớt khoán á, nó thẳng ra là các bạn nên vô hãng bạn thay nhớt trong hãng. Để mình không có chê là nhớt hãng là dở nha, nhớt hãng thì cũng tùy loại tùy cấp, thì cũng tùy mức độ nhớt, nhưng mà mình chỉ nói là các bạn nên mua những loại nhớt tầm trung để mình rô đai xe thôi, chứ mình không có chê là nhớt hãng dở nha các bạn nha. Đó, thì thế này, thì khi các bạn chạy khoảng từ tới 300 cây đi, tối đa từ 200 đến 300 cây nha, các bạn nên thay nhớt cho mình một lần. Đó là ý kiến riêng của mình nha, là mình đang chia sẻ cho các bạn thôi. Thì các bạn nên thay nhớt một lần. Thì lúc này á, khi động cơ nó mới á, thì các mạ ở trong động cơ nó vẫn còn á, các chi tiết máy động cơ nó chưa được gọi như người ta sao ta, chưa được hoạt động đều á, thì lúc này á, thì các bạn phải rô đai chậm để cho nó ra hết tất cả các mạ sắt đó. Sau 300 cây thì các bạn xả ra một đợt đúng không, nhưng mà trong thời gian rô đai các bạn đừng có chạy quá 40 km/h nha, hoặc quá 50 thôi cũng được, thì chạy từ khoảng từ 45 đến 50 km/h thôi, chứ mình đừng có kéo ga từ 70-80 km/h là không có nên nha các bạn nha. Thì trong cái khoảng 300 cây đó, thì các bạn cứ chạy tầm 45-50 km/h. Sau 300 cây thì các bạn thay nhớt một lần đó, thì bạn tiếp tục mua một loại nhớt bình thường, bạn chạy tới khoảng 300-400 cây nữa, thêm 300 cây nữa đi, và 300 cây nữa là các bạn sẽ phải thay thêm một loại nhớt nữa để cho nó rô đai hai lần nha. Rô đai hai lần thì mình nói 300 cây vậy thôi. Nếu cứ một khi mà các bạn đã thay từ 300 cây các bạn thay rồi, thì bạn mua một loại cách chôn nào đó
một là nhớt cách chôn dành cho xe Honda nè, thì là mình thay từ 300 cây xuống lên 700 cây đó, thì trong vòng 1.000 cây các bạn rotate hai lần nhớt đó, là một lần nhớt hãng và một lần nhớt mua đó, là ok nha. Thì mình rotate từ 500 cây đến 1.000 cây đó, tùy các bạn thôi. Nếu các bạn tới chạy tới 500 cây các bạn thay nhớt, xong rồi bạn chạy tới 500 cây tiếp theo bạn thay nhớt thêm một lần nữa để mình rotate hai lần là ok. Sau hai lần rotate đó thì các bạn có thể lựa chọn một loại nhớt bán tổng hợp hoặc là nhớt tổng hợp thì để mình chạy cái chiếc xe mình nó êm và nó mạnh hơn nha. Thì trong thời gian rotate các bạn đừng có kéo quá 70 hoặc 80 km/h nha. Tốc đó là sợ bạn mà kéo quá là sau này á là mình chạy về lâu á xe nó sẽ có những cái tiếng kêu và động cơ máy nó rất bị xào nha các bạn nha. Nên trong thời gian đầu mua xe này các bạn nên chú ý cái phần rotate thật kỹ vô, chạy khoảng 45 đến 50 km/h và từ rotate tầm từ 500 đến 1.000 cây 1.000 km trong thời từ 500 đến 1.000 km các bạn đừng có chạy quá 50 km/h là được, đừng có chạy quá thôi, cứ mình cứ chạy bình thường 50 hoặc 55 cũng được không sao, đừng có kéo mà tới 70-80 là ok nha các bạn nha. Thì đấy chính là cái một số cái chia sẻ của mình để mình rotate chiếc xe để mà mình chạy thôi, chứ thật sự xe mình lúc mình mới mua mình rotate 3-4 lần luôn, mình chạy 300 cây mình thay một lần, xong tới 300 mình thay 300 cây nữa mình lại thay một lần nhớt nữa, xong rồi là 600 cây đúng không, sau mình chạy thêm 400 cây là mình thay thêm một lần rotate nữa là mình rotate 3 lần nhớt nha. Đó nên mình nói là mình chạy rất là kỹ luôn, nhưng mà thôi mình về mặt cơ bản thì cứ hai lần nhất rotate là ok rồi, cũng phải cầu kỳ gì đâu các bạn ơi. Đó thì chiếc xe này chạy tới 700 cây thì ông anh mình đây mình cũng đã tư vấn cho anh là anh đã thay nhớt được một lần rồi, thì 500 cây thay rồi, bây giờ đang chạy tới 1.000 cây thay nhớt thêm một lần nữa để mình rotate. Còn sau 500 cây nếu mà mình xong quá trình rotate là mình sẽ mua một loại nhớt xịt như nhớt tổng hợp, thì sau 2.000 cây 3.000 cây mình mới thay nhớt lại đó các bạn nha. Chủ yếu là cái lúc đầu mình cố gắng mình chịu khó mình chăm một chút, thì bây giờ mình sẽ cho các bạn nghe tiếng máy của Future 125 này chạy được 700 cây như thế nào nha. Đây đó, cái tiếng động cơ thì của Future thì cái dòng Honda loại này nha, dòng này nha, máy cực kỳ êm nha các bạn nha, và vô cùng tiết kiệm xăng luôn. Như nhà mình cũng có một chiếc đó các bạn, chạy rất là tiết kiệm xăng luôn nha. Mình đổ đầy bình mà mình chạy tối, nói chung là mình chạy khá là nhiều mới bắt đầu đổ xăng lại, nói chung là rất là lợi xăng luôn. Future nha bạn, 125 bản 220 nha, màu này là màu bạc vàng đồng nha. Ok, thì đây là cái đèn led trước này nè các bạn nè. Cái đèn led trước này á thì nó không có công tắc, không có tắt được nha các bạn nha, không có tắt được. Này nó dạng như nó thiết kế theo cái dạng như xe nhập của Indo đó các bạn ơi, không có công tắc tắt đâu. Mình muốn có công tắc tắt đèn và thì mình phải chế độ thêm ra các chỗ độ xe thì mình độ. Và đây là cái đèn đờ mi. Đó, đèn xi nhan ở dưới đây. Đèn đờ mi này có thể các bạn có độ được nè. Mình tập này mình độ các dải đèn led hay là chớp xi nhan nữa cũng rất ok. Rồi. Tổng quan là vậy. Rồi ok các bạn nhé, thì video chia sẻ cho các bạn về quá trình rotate đúng cách và mình thay nhớt. Và khi mình rotate mình đừng có kéo quá 70-80 km là được rồi. Còn bình thường thì mình cứ chạy 50 thôi. Sau hết quá trình rotate thì mình nên chạy 70-80 để mình phải có một thời điểm mình phải chạy khoảng 70-80, khoảng có thể là 100 để mình kéo cho cái máy nó giãn ra nha. Cho nó giãn máy ra chứ còn nếu mà mình cứ giữ xe mình cứ chạy cứ tầm ở cái mức 60-70 là không nên. Lâu lâu cũng phải đề ba phát kéo khoảng cỡ 100 km/h cho mấy anh giao thông anh thổi. Đó, lúc này thì xe nó mới giãn được nha các bạn nha. Nói vui vậy thôi chứ mình có thể là mình cần phải có một thời điểm mình phải chạy 80-90 để mà cho cái động cơ nó giãn ra, chứ mình đừng có ì ga cứ nằm đè ra cứ 50-60 chạy hoài là cũng không nên. Đó là ý kiến của mình. Nếu các bạn nào mà thấy mình nói sai chỗ nào hoặc là có cái chỗ nào mà không hợp lý thì các bạn cho mình cái ý kiến và cho mình một cái bình luận ở dưới nha. Đó, để mình đóng góp để mình sửa thôi. Chứ còn về quy trình về mình chạy xe, mình rotate là mình hồi giờ mình chạy là mình làm vậy không à. Mình rotate hẳn 3-4 lần thôi. Đây spinner của mình bên kia các bạn nè. Đó, mình quay hoài rất là chán luôn rồi đó. Các bạn nào theo dõi kênh mình các bạn cũng đã thấy. Mình quay rất là chán luôn. Rồi, thì về tổng quan chiếc xe là vậy, thì mình cũng đã quay review chiếc xe này cho các bạn rồi. Cũng không có phải là lạ lắm gì đâu. Đó, Future phiên bản 125, hai phiên bản 220.
Đó. Cái cốt thì rất là rộng nha, cái cốt này rất là rộng này, với lại cái da với cái yên mình á, ngồi nó không có bị mỏi mông lắm đâu, ngồi tại vì cái bảng nó rất là bự nên là mình ngồi lên xe này, chiếc xe này rất đi đường xa rất là êm ái thôi, mà xe chạy một phần bản 125 chứ chạy cũng rất là bốc nha các bạn nha. Đó, tiết kiệm xăng bốc. Đó, ngồi nó không có bị đi đường dài, không có bị mỏi cho lắm. Mà thiết kế này á, thì phù hợp với những lứa tuổi trung niên, như là bố mình cũng có một chiếc này, thì cứ tầm đứng tuổi hoặc là thanh niên đi cũng được, nhưng mà đa số mình thấy để ý là đa số trung niên đi nhiều. Đó, đa số trung niên thì nhiều, mấy bác mấy chú là hay đi, lựa chọn mấy dòng này để đi. Rồi, ok, thì video hôm nay mình kết thúc tại đây, thì mình chia sẻ cho các bạn quá trình rô đai xe và thay nhớt như thế nào hợp lý. Thì sau quá trình thay nhớt các bạn cứ chọn cái loại nhớt tổng hợp chạy 2-3 ngàn cây mới thay một lần, còn cái lúc đầu mới mua xe mới về mới có mấy chục cây mấy trăm cây thì hơi tốn công rô đai và chịu khó chăm xe chút, thì sau này xe nó mới bền được nha các bạn nha. Thì video hôm nay mình sẽ tạm dừng tại đây, thì mình có nói gì không đúng và có gì sai hoặc là các bạn cho mình cái đóng góp ý kiến thì các bạn nhớ cho mình cái bình luận ở dưới, và hẹn gặp các bạn trong các video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.